Hãy nhấn đăng ký và bấm chuông để theo dõi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Toy Toy nha. Và hôm nay Toy Toy sẽ cùng các bạn vẽ sticker những cô gái cute. Những sticker này thì Toy Toy vẽ xong, Toy Toy cũng sẽ in và cắt ra để khi nào mình cần thì mình sẽ sử dụng nhé. Và bây giờ đầu tiên thì Toy Toy sẽ vẽ một bạn sticker có mái tóc thắt bím hai bên. Các bạn nào thích để tóc hai bên như thế này không? Hồi bé thì Toy Toy cũng hay để lắm, nhưng mà bây giờ Toy Toy không còn để nữa. Và bây giờ thì sẽ vẽ một thêm một bạn đang buộc nơ trên tóc. Và bạn này thì mình sẽ cho mặc một chiếc áo và một chiếc váy rời. Đó, tông tóc màu vàng thì rất là xinh. Mình rất thích những hình xinh xinh sticker này kia để trang trí góc bàn học nè, trang trí sổ tay, trang trí nhãn vỡ. Và sắp đến năm học rồi thì Toy Toy sẽ ở video tiếp theo Toy Toy sẽ cùng các bạn để trang trí nhãn vỡ nhé. Và thời khóa biểu nữa, rồi các bạn đã đi học chưa? Toy Toy thì là vẫn đang còn nghỉ hè, nhưng mà Toy Toy có đi học thêm nên là vẫn coi như là học cả tuần đó. Chỉ có những lúc rảnh rỗi như thế này thì mình sẽ sử dụng một cái bảng vẽ mà bố mẹ mua cho mình thì để mình vẽ và trang trí góc bàn học của mình cho nó xinh nè. Và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Toy Toy ra video thường xuyên mỗi ngày nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Và các bạn nhớ theo dõi đến cuối video để xem Toy Toy vẽ những hình nào và cute không nhé. Đấy, đây sẽ là hình thứ tư rồi, nhưng mà Toy Toy hôm nay sẽ vẽ video hơi dài một chút, bởi vì Toy Toy muốn vẽ được nhiều hình hơn á. Toy Toy dự định là sẽ vẽ 8 hình và sẽ chia những cái khung này ra, và để mình vẽ không bị lệch đó. Bình thường đấy, nhưng mà Toy Toy vẽ sticker thì hay bị vẽ lệch lắm. Nó như thế này thì mình sẽ không bị vẽ lệch nữa. Và nếu như các bạn mà vẽ bằng bút dạ hay là bút lông thì các bạn cũng chia ô như thế này cho dễ vẽ nhé. Bây giờ Toy Toy đang hơi bận một xíu, nhưng mà một thời gian nữa nếu như mà Toy Toy rảnh hơn thì Toy Toy sẽ hướng dẫn các bạn làm sticker dán được bằng băng dính nhà, băng dính trắng ấy, rất là dễ luôn đó. Và sử dụng một bút dạ mà ai cũng có thể vẽ được. Nhưng mà đây là Toy Toy cũng vẽ trên máy, nhưng mà nếu như vẽ bên ngoài thì cũng sẽ giống như vậy nha, cũng cứ vẽ hình rồi mình tô màu vào thôi, rất là đơn giản luôn. Vẽ tất cả những màu mình thích, nhưng mà vì bây giờ Toy Toy đang hơi bận một xíu nên là Toy Toy đã sử dụng bảng vẽ để vẽ nhé. Đó, bây giờ Toy Toy đã vẽ một bạn gái màu hồng trông thật là cute. Và tiếp theo thì Toy Toy sẽ vẽ một bạn nữa. Bạn này thì đang ôm chiếc váy của mình. Đấy, các bạn cùng xem đến cuối video nha. Chỉ còn một hình nữa thôi là mình sẽ in ra và mình sẽ có những bộ sticker xinh xinh của mình rồi. Đây, bạn này đã là nhân vật cuối cùng trong video của ngày hôm nay rồi. Xong, thành quả đây nè, mình đã in ra rồi. Đó, đây mình thả bộ sticker của mình đã in ra rồi. Các bạn thấy như thế nào? Đây nữa. Và những sticker này mình sẽ để dành để sau này trang trí bàn học của mình. Còn bây giờ thì mình cũng chỉ cắt vào thôi, bởi vì mình chưa có đơn có vật dụng để trang trí. Hôm nữa mình mới đi mua. Và video của mình thì đến đây cũng là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào.